Chọn loại máy trà thường nào để đạt được hiệu quả công việc cao nhất? Trong video này tôi sẽ đánh giá ba loại máy trà thường phổ thông nhất trên thị trường để anh em có thể biết được ưu và nhược điểm của từng loại. Anh em hãy theo dõi video để có thể lựa chọn được một cái máy trà thường phù hợp nhất với công việc của mình nhé. Ba loại máy trà thường mà tôi muốn giới thiệu đến anh em đều là ba loại máy cầm tay và sử dụng giấy ráp 180mm, tức là loại nhỏ và cả ba loại này đều được sản xuất ở Trung Quốc anh em nhé. Bởi vì những dòng máy trà tường cầm tay như thế này chỉ có xuất xứ ở thị trường Trung Quốc thôi, chứ không có các nước khác. Loại máy đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đến anh em đó là loại máy 180 2 của hãng Rute. Cái máy này có một ưu điểm là rất nhẹ, nó có cân nặng khoảng 3 kg. Do vậy nó sẽ rất phù hợp với việc anh em mài trần nhà, đặc biệt là trần thạch cao. Do đó anh em dùng nó sẽ không bị mỏi tay. Và cái ưu điểm thứ hai đó chính là công tắc được lắp ở một cục rời như thế này. Nếu như công tắc rời như thế này anh em chỉ cần ấn một nút thôi và anh em sẽ chỉ cần cầm cái tay cầm chính và xoa sẽ không liên quan gì đến công tắc nữa. Đối với hai dòng còn lại thì công tắc anh em luôn phải ấn ở phần này. Tất nhiên anh em có thể khóa được nhưng mà nó sẽ vướng tay hơn so với cái loại máy 180 2 này. Nhưng phần công tắc này cũng là một nhược điểm của nó bởi vì ngay phía dưới công tắc đó chính là cái chiết áp. Cái chiết áp này để anh em có thể điều chỉnh tốc độ mài của máy. Nó có tới 6 số 6 cấp độ mài để anh em có thể tăng chỉnh tốc độ. Một trong những điểm yếu của việc tách cái chiếc áp này ra khỏi máy đó là công việc điều chỉnh tốc độ máy của anh em nó sẽ bất tiện hơn. Đối với các dòng máy như thế này chẳng hạn thì chiếc áp nó sẽ nằm ngay ở đây. Do vậy mà việc điều chỉnh tốc độ của máy nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Phụ kiện đi kèm một cái máy 180 2 này nó chỉ là một cái ống hút, ống hút bụi và một cái túi vải. Ống hút bụi này là ống lại nhỏ và khả năng hút của nó tất nhiên sẽ kém hơn rất là nhiều với một cái ống hút nhỏ như thế này và ống hút này nó sẽ nhanh rách hơn anh em nhé các dòng ống hút của các loại máy cao cấp nó sẽ dày dặn hơn và to hơn cho nên độ bền và khả năng hút bụi của nó sẽ cao hơn so với các loại rẻ như thế này ưu điểm thứ hai của loại máy này đó chính là giá rất rẻ anh em đầu tư khoảng từ 800 đến 850 nghìn là anh em có thể có một cái máy trà tường loại này rồi nhưng ưu điểm thì ít nhược điểm thì lại có rất nhiều Đầu tiên là nó sẽ không có tay cầm phụ để anh em có thể cầm giống các loại máy đắt tiền này Mà anh em chỉ có thể cầm vào một tay cầm chính Nếu như anh em cầm vào phần này để ấn thì phần gió hút của máy nó sẽ bị ngăn cản Và anh em cầm vào nó sẽ bị khó chịu hơn rất nhiều Nhưng điểm thứ hai của loại máy này đó chính là không khởi động mềm Anh em để ý nhé Khi tôi bật công tắc lên thì máy khởi động với tốc độ tối đa luôn. Do đó mà cái trải nghiệm sử dụng anh em sẽ không được tốt. Và vấn đề thứ hai đó chính là bánh răng. Bánh răng của máy nó sẽ không được bền như các dòng bánh răng của máy có khởi động mềm. Nhược điểm lớn nhất của máy đó chính là cái phần cổ máy này. Nó toàn bộ là bằng nhựa anh em nhá. Đây là một nhược điểm ảnh hưởng đến độ bền của máy. Thông thường thì các dòng loại máy này nó sẽ không được bền như các dòng máy cao cấp bởi vì cái cổ máy của nó bằng nhựa. Nếu như anh em sử dụng trong một thời gian dài thì cái bi bên trong nó sẽ nóng nó làm cho phần cổ nhựa của cái máy này nó bị chảy ra và nó hỏng dần hoặc bị hao mòn dần khi mà cái vỏ này bị hỏng thì anh em sẽ thay thế nó rất đắt tiền và đặc biệt khi cổ nhựa bị hỏng nó sẽ làm cho bi bị lắc và gây ra hiện tượng sát cốt bên trong do đó có khả năng rất cao là nó sẽ làm cho cháy rô to và sạc to của máy đó chính là những ưu và nhược điểm của các dòng máy 180 2 này tôi không chỉ nói riêng về hãng Rute của tôi được giới thiệu mà nó là ưu và nhược điểm chung của toàn bộ những cái máy trà tường có hình dáng và kích thước như thế này Nó gọi chung là máy 180 2 Bây giờ chúng ta sẽ sang lại máy cao cấp hơn một chút Nó được gọi chung là dòng máy 180 5 Dòng máy trên tay tôi là của hãng Nanbao Tất nhiên cũng giống như cái máy 180 2 kia Thì loại máy 180 5 này Tôi nói không chỉ riêng là dòng máy này Mà nó là tất cả các dòng máy 180 5 khác ưu điểm đầu tiên của nó Đó chính là có đèn có một cái đèn đầu ở phía bên trên này như cái loại đèn đầu này thì nó chỉ chiếu được một khoảng ở phía trước này thôi nó không chiếu được ở vùng quanh và ưu điểm thứ hai của nó đó chính là công suất cao thông thường công suất cao hơn rất nhiều so với các cái dòng máy loại nhỏ như thế này cái tay cầm phụ này rất hữu ích giúp anh em có thể làm trong thời gian dài mà nó sẽ không bị mỏi tay giống như các cái dòng này tất nhiên dòng này nó sẽ đỡ mỏi tay hơn nếu như anh em ấn vào phần đít và làm trên tường tuy nhiên thì nếu như nó có một cái tay cầm phụ thì nó sẽ tốt hơn khá là nhiều so với các cái dòng máy 180 trừ 5 này. ưu điểm thứ hai của nó đó chính là phần chiết áp ở ngay phần công tắc cho nên điều khiển rất dễ dàng. Và ưu điểm tiếp theo là phần công tắc này khá là to. Cái công tắc này tôi có thể ấn được bằng hai ngón tay. Do vậy mà có thể trong thời gian tôi ấn dài nó sẽ không bị mỏi tay và ấn nó sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên anh em vẫn có thể có chế độ khóa công tắc ở đây. Đây là chế độ rảnh tay mà anh em không cần ấn công tắc nữa Và anh em chỉ cần cứ thế xoa thôi Nhưng đối với một số anh em Làm việc ngắt nghỉ nhiều Thì anh em có một cái công tắc Ấn bằng hai đầu ngón tay này Nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều Ý điểm tiếp theo của nó Đó chính là có một cái khởi động mềm Anh em hãy nghe nhé Đó Cái khởi động mềm này nó sẽ khởi động từ từ Và đạt tốc độ tối đa trong khoảng mấy giây Do đó mà cái trải nghiệm sử dụng của anh em sẽ tốt hơn Và đặc biệt là cái bánh răng của nó sẽ bền hơn nhiều so với các dòng không có khởi động mềm Tiếp theo nữa cũng liên quan đến bánh răng Đó chính là phần cổ máy này Phần cổ máy này được làm bằng kim loại Do vậy mà anh em làm trong thời gian dài Bi nóng lên nhưng nó sẽ không làm tan chảy cổ của máy Do đó nó sẽ không bị chảy cổ máy ra giống như các dòng 180 2 Và nó không gây ra hiện tượng sắt cốt Một ưu điểm tiếp theo là khả năng hút bụi của nó cực kỳ tốt Phần này là phần đầu hút bụi ra cái dòng máy này là dòng máy công suất cao, do vậy nó hút bụi tốt hơn rất nhiều so với dòng máy 180-2 này. Bụi nó sẽ đi ra bằng này và đi theo một cái ống dây và để toàn bộ phần bụi ra cái túi này. Cái túi này anh em có thể đeo trên người. Dây này là dây dài khoảng 2,2 m. Cái phần tay cầm của máy được bọc thêm một lớp nhựa mềm để anh em có thể cầm máy một cách thoải mái hơn rất nhiều. Ưu điểm tiếp theo của dòng máy 180-5 này đó chính là cái đế dính ráp. Loại đế dính ráp của máy 180-5 này nó có thể ấn vào được. Để anh em có thể đi các cái chỗ gồ ghề một cách dễ dàng hơn. Đây sẽ là một cái ưu điểm rất là lớn so với các dòng 180-2 này. Các dòng 180-2 này nó không có khả năng ấn được. Do vậy mà nó chỉ phù hợp với cái mặt tường bằng phẳng, không có lồi lõm. Với một cái đế giáp có khả năng thù ra thụt vào như thế này thì nó sẽ có thêm một cái ưu điểm nữa đó chính là khả năng chống bụi của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với các dòng máy 180-2. Đó là khi anh em sử dụng máy này nhiều, phần vỏ ngoài của nó sẽ bị mòn đi và nếu như mòn đi thì cái giáp này nó sẽ bị cao hơn so với cái đế nhựa này do đó mà nó sẽ không được kín và bụi nó sẽ bắn ra rất là nhiều nó không có khả năng hút được hết bụi nhưng nếu như mà nó ấn được như thế này xuống thì cái đế nhựa này mòn đến đâu thì cái giấy giáp nó sẽ đi theo lên đấy do vậy mà khả năng hút bụi của nó cực kỳ tốt còn đối với các loại 180 trừ năm này anh em sẽ để ý là có rất nhiều anh em sử dụng và nó cực kỳ bụi bởi vì khi đó cái phần nhựa này nó bị mòn đi và cái đế này nó sẽ bị cao hơn phần nhựa Nó không có khả năng ấn xuống Do đó mà đôi lúc anh em sẽ làm giống như kiểu làm như trong sương mù vậy Và bây giờ ta sẽ nói đến nhược điểm của máy này Thực tế thì cái máy này không có nhiều nhược điểm như điểm quan trọng nhất của máy Mà nó cũng là thứ mà anh em rất quan tâm Đó chính là cân nặng Cái máy này nó sẽ có cân nặng khoảng 2,3kg đến 2,4kg Nếu như anh em không tính dây Tức là nó sẽ nặng hơn khoảng 3 đến 4 lạng so với cái dòng máy 180-2 này, nặng hơn khoảng 3 đến 4 lạng nó cũng là cả một vấn đề lớn khi anh em sử dụng mài trên trần hoặc nếu như anh em nào mà tay nhỏ như tôi thì mài lâu nó sẽ rất là mỏi. Đó là ưu và nhược điểm của dòng máy 180-5 này. Sang tới các dòng máy 180-5 cao cấp. Nó là một loại máy của hãng Trang có mã DSF02-180. Dòng máy này có dây đi kèm của nó rất cao cấp. Mặc dù nó cũng ngắn chỉ khoảng 2,1 m nhưng nó sẽ đủ để anh em có thể đeo một cái túi vải xịn như thế này đeo trên người Tất nhiên là các dòng máy xoa tường này sẽ không có dây dài để anh em có thể để dưới đất đâu bởi vì để dưới đất nó sẽ rất vướng cái túi đi kèm cái loại máy này thực sự nó rất là cao cấp toàn bộ của nó bằng vải do đó mà nó sẽ không bị rách nếu như anh em xoa tường mà hút phải những hạt cát nó sẽ bắn vào giống như các dạng túi của máy 180-5 như thế này hoặc 180-2 các dòng túi như thế này khi mà anh em hút các loại cát hoặc hạt sạn lớn thì nó sẽ rất dễ bị bục còn với các loại túi vải như thế này thì tôi chưa thấy bụng bao giờ. Mặc dù nó là vải nhưng cái khả năng thoáng khí của nó cũng rất là tốt. Có một cái tôi không ưng cho lắm đó chính là nó là màu trắng thôi. Các cái loại túi màu trắng này sẽ cực kỳ nhanh bẩn. Và ưu điểm tiếp theo của loại máy xoa tường đông trang này đó chính là có đèn led phía viền. Những dòng máy 180 5 cao cấp này hầu như bây giờ đều có đèn led viền như thế này. Loại đèn led viền như thế này nó sẽ có ưu điểm đó là sẽ bền hơn và nó sẽ chiếu sáng toàn bộ xung quanh của cái đế trà tường này để anh em mài có thể nhìn thấy được toàn bộ phần tường anh em cần mài lúc nãy tôi quên không nói đó là cả ba dòng máy này anh em có thể tháo cái phần nhựa này ra để có thể xoa được ở phần góc sát tường nhá dòng rẻ cũng có mà dòng đắt cũng có ưu điểm tiếp theo của loại máy này đó chính là có tay cầm phụ giống như máy 180 trừ 5 thông thường và chiếc áp của nó là chiếc áp vô cực không có số luôn nhưng có một cái nhược điểm đó là công tắc của nó lại là công tắc nhỏ công tác này thì anh em chỉ có thể ấn được bằng một tay thôi và các loại máy của đông treo này nó cũng có khởi động mềm anh em nhé. anh em nghe này cái khởi động mềm này độ chế của nó sẽ ít hơn so với độ chế của dòng khởi động mềm này mặc dù nó vẫn là khởi động mềm vẫn cho anh em cảm giác rất tốt và bánh răng của nó sẽ bền hơn nhưng cái độ chế của nó ít hơn anh em nghe nhé. giống như kiểu là có khởi động mềm mà lại không có khởi động mềm vậy ưu điểm lớn nhất của cái dòng máy này đó chính là cái đế của nó có thể thụt ra thụt vào giống như cái máy 180 5 kia nhưng mà cái lò xo của nó rất là nhẹ và thêm nữa nó còn có thể lắc chéo như thế này để nó đi trên tường nồi đó một cách dễ dàng hơn rất nhiều dòng máy 180 5 này thì nó chỉ có thể thụt ra thụt vào thôi ấn sẽ nặng hơn và nó sẽ không thể lắc chéo được Dòng đông trang này thì có thể lắc chéo. Anh em có thể đi trên tường nồi lõm rất nhanh. Và một điều rất quan trọng với các dòng máy có đèn led như thế này. Đó chính là cái đế nhựa này. Cái phần nhựa trong suốt này anh em để ý nhá. Nó có thể tháo rời ra được, tách rời ra khỏi cái phần đèn led này. Do đó mà khi cái đế này bị mòn, anh em có thể chỉ cần thay thế riêng cái phần đế này không thôi, không liên quan gì đến phần đèn led nữa. Có một số dòng máy khác có đèn led nó sẽ liền cái phần nhựa này và phần đèn led do vậy mà khi thay phần nhựa này bị mòn anh em phải thay toàn bộ phần đèn led do vậy mà chi phí thay thế nó cực kỳ cao nó có thể cao gấp 3 gấp 4 lần so với chi phí thay thế của một cái đế rời như thế này vừa rồi là tôi đã cho anh em biết thông tin riêng của từng dòng máy bây giờ tôi sẽ nói về những cái đặc điểm chung của nó thứ nhất là khả năng chống bụi có rất nhiều anh em quan tâm đến việc các cái dòng máy này khả năng chống bụi của nó có tốt hay không thì về khả năng chống bụi cả ba dòng máy này nếu như là mới thì khả năng chống bụi của nó cực kỳ tốt, máy nào cũng hút bụi rất tốt. Nhưng khi anh em sử dụng trong một thời gian dài, các cái đế nhựa này bị mòn đi, toàn bộ phần đế này nó sẽ bị mòn đi thì khả năng chống bụi của con máy 180-2 này là kém nhất bởi vì nó không nâng hạ được phần đế. Còn hai dòng máy 180-5 cao cấp và dòng máy 180-5 này nó đều có khả năng chống bụi rất tốt. Vấn đề tiếp theo là chế độ bảo hành. Cả ba dòng máy này đều có chế độ bảo hành 6 tháng. Nhưng duy nhất cái Đông Trang nó sẽ có trung tâm bảo hành tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Còn các dòng máy này 180 5 và 180 2 nó sẽ có chế độ bảo hành tại cửa hàng mà anh em mua. Quan trọng nhất bây giờ đó chính là đồ thay thế. Đồ thay thế thông thường các cái dòng máy này khá là phổ thông và phụ tùng của nó cũng rất phổ thông nữa. Tuy nhiên nó sẽ có các dòng máy của nội địa Trung Quốc chẳng hạn thì có thể anh em sẽ khó tìm hơn nhưng dù sao thì nó sẽ rất phổ thông. Đặc biệt như đông trang này, đồ thay thế của nó Bất kể nơi nào bán máy, gần như anh em vẫn có thể mua được cái phụ tùng thay thế và phụ kiện của máy tại nơi mà anh em mua luôn. Và cuối cùng là tầm giá của ba loại máy này. Máy 180 2 này ở thời điểm hiện tại có giá từ 800 đến 850 nghìn. Dòng máy 180 5 này nó sẽ có giá ở thời điểm hiện tại từ 1 triệu đến 1 triệu 200 nghìn. Còn dòng máy đông trang cao cấp này tùy nơi sẽ có giá từ tầm 1 triệu tư đến 1 triệu rưỡi. Nếu như anh em muốn biết giá chính xác ở từng thời điểm của ba loại máy này anh em hãy xem ở phần thông tin của video nhé hy vọng là video này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để anh em có thể lựa chọn được một cái máy trà tường phù hợp nhất cho công việc của anh em video của chúng tôi đã kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo